Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại dạng số 2 của bài toán giải bất phương trình, đó là bất phương trình tích. Thầy có ví dụ số 2. Trước khi đi vào dạng số 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại các quy tắc nhân dấu. Cụ thể chúng ta có quy tắc nhân dấu như sau. Thầy sẽ gọi đây là bất phương trình số 2. Ta thấy đây là bất phương trình x chữ 2 nhân x cộng 3 lớn hơn 0. Điều này chứng tỏ x chữ 2 nhân x cộng 3 phải mang dấu dương. Mà tích đã là một số dương, thì các nhân tử, một là cùng dương, hai là cùng âm. Ta xét hai trường hợp. Trường đầu tiên, là x chữ 2 và x cộng 3 đều mang dấu âm. x chữ 2 nhỏ hơn 0 và x cộng 3 nhỏ hơn 0. Điều này tương đương với x nhỏ hơn 2 và x nhỏ hơn trừ 3. x vừa nhỏ hơn 2 và x lại vừa nhỏ hơn âm 3 thì điều này sẽ tương đương với x nhỏ hơn trừ 3. Nếu như các em chưa hiểu dấu tương đương này thì thầy sẽ giải thích nó ở trên trục số. Cụ thể thì chúng ta sẽ kết hợp giữa x nhỏ hơn 2 và x nhỏ hơn trừ 3. Ta sẽ biểu diễn x nhỏ hơn 2 trước. Đây là số 2. x nhỏ hơn 2 thì chúng ta sẽ bỏ đi phần nằm ở bên phải số 2. Tiếp theo là đến x nhỏ hơn trừ 3. Trừ 3 nằm ở đây. x nhỏ hơn trừ 3 thì chúng ta sẽ bỏ đi các phần mà lớn hơn trừ 3. Như vậy, sau khi gạch những phần mà chúng ta loại bỏ đi ở trên trục số thì còn phần chưa gạch đó là phần nhỏ hơn trừ 3 Như vậy, ta thấy ngay điều này sẽ tương đương với x nhỏ hơn trừ 3 Sang đến trường hợp số 2 Đó là trường hợp x trừ 3 và x cộng 3 cùng dương Điều này tương đương với x lớn hơn 2 và x lớn hơn trừ 3. Nếu như chúng ta lại biểu diễn x lớn hơn 2 và x lớn hơn trừ 3 ở trên trục số. Đầu tiên là x lớn hơn 2 trước. Chúng ta sẽ loại bỏ đi các giá trị mà x nhỏ hơn 2. Và x lớn hơn 3 Chúng ta sẽ loại bỏ đi các giá trị mà nhỏ hơn âm 3. Như vậy, sau khi gạch hết những phần mà chúng ta không lấy ở trên trục số, thì ta sẽ còn lại đó là x lớn hơn 2. Và do đó, điều này sẽ tương đương với x lớn hơn 2. Đến đây chúng ta kết luận. Tập nghiệm của bất phương trình 2 là tập các giá trị x sao cho x nhỏ hơn trừ 3 hoặc là x lớn hơn 2. Vì đây là hai trường hợp chúng ta xét riêng nên ta viết chữ hoặc. Sang đến ví dụ số 3. Đó là giải bất phương trình. 1 trên x trừ 1 lớn hơn 0 và đây là bất phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Trước khi đi vào giải bất phương trình thì thầy sẽ so sánh với việc chúng ta giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu mà chúng ta đã học ở tuần trước. Ở trong các bước giải của phương trình chứa ẩn ở mẫu thì chúng ta có tìm điều kiện xác định của phương trình. Việc tìm điều kiện xác định này của phương trình chẳng qua để để phục vụ cho bước khử mẫu. Tức là khi có điều kiện xác định thì khi khử mẫu chúng ta sẽ có một phương trình mới tương đương với phương trình ban đầu. Tuy nhiên, trong giải bất phương trình thì chúng ta có khử mẫu được không? Nếu khử mẫu thì chúng ta sẽ làm như sau. 1 trên x trừ 1 lớn 0 và đặt điều kiện xác định là x khác 1. Thì bất phương trình này sẽ tương đương với 1 lớn 0. Và đến đây chúng ta sẽ kết luận là bất phương trình này sẽ luôn đúng với x khác 1. Bất phương trình đúng với x khác 1, bây giờ thầy lấy x bằng trừ 1 chẳng hạn, và trừ 1 rõ ràng khác 1 là thỏa mãn điều kiện. Nếu như thầy thay trừ 1 vào bất phương trình này, chúng ta sẽ được 1 trên trừ 1 trừ 1 lớn 0. 2. 1 trên âm 2 lớn 0. Đây là một số âm, nên đây là một bất đẳng thức sai. Như vậy, khi chúng ta giải bất phương trình có chứa ẩn ở mẫu, chúng ta không thể lặp lại các bước giải giống như phương trình chứa ẩn ở mẫu được. Mà để giải các bất phương trình chứa ẩn ở mẫu, chúng ta cũng phải áp dụng quy tắc nhân dấu. Cụ thể ta thấy đây là một là số dương, nên để 1 trên x 1 mà lớn hơn 0, thì x 1 cũng phải là số dương. Và bất phương trình này sẽ tương đương với x 1 lớn hơn 0. Chúng ta có thể giải thích thêm ở đây là do một lớn hơn không. Và điều này sẽ tương đương với x lớn hơn 1. Và đến đây chúng ta sẽ kết luận, vậy tập nghiệm của bất phương trình là x lớn hơn 1. Các em có thể thấy trong việc giải bất phương trình thì chúng ta sẽ không được khử mẫu. Đối với các phương trình dạng tích hoặc là dạng thương như thế này thì chúng ta cần phải lập luận theo quy tắc nhân dấu. Sang đến ví dụ thứ tư, giải bất phương trình 2x 1 trên x 1 nhỏ hơn 1. Thế là đây là bất phương trình số 4. Ta thấy bất phương trình này với phải lại là 1. Tuy nhiên, theo như quy tắc nhân dấu thì chúng ta chỉ nên so sánh với trái với số 0. Tức là nếu như về trái lớn hơn 0 thì mang dấu dương, còn nếu như nhỏ hơn 0 thì mang dấu âm. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải biến đổi bất phương trình số 4. Sao cho vế phải trở về số 0, tức là ta chuyển số 1 từ vế phải sang vế trái. Ta được 2x-1 trên x-1, trừ 1, nhỏ hơn 0. Và đến đây chúng ta sẽ quy đồng. Sau khi quy đồng, ta được x trên x-1, nhỏ hơn 0. Trong trường hợp x trên x trừ 1 nhỏ hơn 0, thì chúng ta sẽ xét hai trường hợp. Hai trường hợp này là x và x trừ 1 trái dấu. Trường hợp 1 là x dương và x trừ 1 âm. Điều này tương đương với x lớn hơn 0 và x nhỏ hơn 1. Và đến đây thì chúng ta sẽ biểu diễn ở trên trục số. Đầu tiên là x lớn hơn 0. Thì chúng ta sẽ gạch đi những phần mà nhỏ hơn 0. Tiếp theo là x nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1 thì chúng ta sẽ bỏ đi những phần lớn hơn 1. Và nhìn ở trên trục số thì chúng ta sẽ thấy x thuộc vào khoảng giữa, tức là 0, nhỏ hơn x, nhỏ hơn 1. Sang đến trường hợp số 2, đó là x âm và x trừ 1 dương. Điều này sẽ tương đương với x nhỏ hơn 0 và x lớn hơn 1. Và kết hợp hai điều này ở trên trục số, chúng ta có 0, x nhỏ hơn 0 thì loại bỏ đi những phần lớn hơn 0. Tiếp theo là đến x lớn hơn 1 ít lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ loại bỏ đi những phần nhỏ hơn 1, là chúng ta gạch cả phần này. Như vậy các em có thể thấy là chúng ta đã gạch hết cả trục số. Và do đó, trường hợp số 2 là vô nghiệm. Ta kết luận trường hợp này vô nghiệm. Và cuối cùng, chúng ta cũng kết luận như vậy tập nghiệm của bất phương trình 4 là tập các giá trị x. Sao cho không nhỏ hơn x nhỏ hơn 1.